yogurt, năng lượng xanh lành, thêm cân bằng cuộc sống. Ví dụ. Nói hết rồi, bốn người nói hết rồi, không kịp nói gì luôn. Kịp chứ, có anh không có văn, anh không nói đi. Em nói sao? Hai, ba. Nói đi. Nhảy vô phòng nè. Vô trong ở. Thì lần đầu tiên thì em gặp bé Ly ở ngoài. Với lại lần đầu tiên em gặp bé luôn, lần đầu tiên em biết bé luôn. Lần đầu tiên hoài, đó thì bị gặp lại. Thì em cũng chia sẻ luôn là Ly ơi, anh thật sự anh không có biết em thiệt. Em, anh là nhà buôn bán live stream Lê ơ đồ thôi, lo gia đình đồ thôi. Chứ anh ít coi nhạc này nọ. Thì mấy anh em đây nói trời ơi, con bé này nó hot lắm, lắm ơi. Trời ơi, nó là vợ quốc dân ở trên mạng, đăng một cái là mấy trăm like đồ này nọ. Mấy trăm ngàn like đồ này nọ Trời ơi, ngoài cũng được mà đâu có đã như đâu được mà mấy trăm ngàn like mà khi mà em lên cộng đồng mạng thật sự trời cái nơi đó ảo thiệt chị ơi. Alo trời ơi mà. Đây là khai khai chê thì đó trời ơi sao mà sao đẹp dữ vậy, sao mà như vậy chị Hàn Quốc vậy, trời ơi thơ ngay trong sáng mà đẹp quá. Em nói đúng rồi, như đây like là phải like thôi, đúng rồi. Em vừa nhìn qua đây em vừa hết hôn đi. Chỗ không để dành ra ngoài mấy anh đâu. Cửa vào tìm em chìa khóa đây. Mỗi người gái nhỉ. Chỉ muốn duy nhất anh cầm nhiều hơn cả thích. Giờ em yêu. Ảo giác. Đúng rồi, và qua đây một cái bài học dành cho mấy anh là đừng quen mấy bé trên mạng. bà bị lừa đấy. Vỡ mộng. Năm, chuộc lỗi với bé đi. Thì đó em sẽ mời bé về. Về Cufin hát. Hát quán em 45 năm. Quán em đóng cửa rồi. Cái thời gian hát cũng giống như cái thời gian mình mua chung cư vậy. 45 năm. Nhưng mà phải nói là công nhận là em phải mừng cái điều đó là ở ngoài á, nhìn em nhỏ nhắn nhưng mà hả, ở trong hình là em rất là ăn ảnh nè. Rồi em hát trên sân khấu rất là cuốn hút nè. Không biết buồn hay vui. Cái đó là tổ đại em. Khen thiệt đó. Đó là chửi. Á, đó là khen á. Tổ đại á. Lấy thôi, chương trình cắt hai bên này. Nhận được 40 đồng tiền vàng. Ăn nước quá. Sao vậy? Đúng không mọi người, mình hôm nay là mình tinh thần đoàn kết đúng không? Nhưng mà mọi người em cứ cố gắng em vứt một trái cho mọi người rồi mọi người cứ bảo là em chơi ăn gian. Không, chơi dở. Làm sao vậy? Em không nghĩ là chơi game phải chơi. Đứng tim chết lặng. Không phải đâu, cái này đâu có phải cũng năng khiếu mà, đâu có phải là ai cũng chơi được đâu. Em không có năng khiếu chơi game. Em cầm cái này thì em né bắp. Không, đó. Cái này không phải do anh ra đó. Em có năng khiếu chơi khăm. Chơi khăm. Không, chương trình cho em xin chơi lại. Em cá lại đi. Trời ơi. Cá lại chơi thêm lần nữa. Là ở ngoài là... Em chứng minh bản thân mình. Tức là em nói là em hay mà tại vì chương trình do cái luật chơi nó khà khắc quá. Không, em không nói chương trình dở nhưng nói mấy cái này. Trời ơi. Giờ bây giờ em chơi tụi tôi không? Trời ơi, tụi tôi sẽ đứng trong mấy cái line này. Tụi tôi tử là thứ hai nó chơi với em. Tôi tiếp tục là người hứng. Đúng. Nếu mà em thắng. Em sẽ thắng. Muốn gì ở nơi của tôi cũng được. À, em muốn gì? Nếu thắng muốn gì? Em muốn cơm. Ăn cơm thì sao? Ăn cơm muốn cà phê. Cái gì đó bà nội? Ủa em đói nó khác lắm hay sao mà em chơi chi cực em ăn cơm cà phê. Bây giờ ăn cơm thì bây giờ em ok đi, tôi mua cơm cho em ăn. Đó. Bây giờ chơi chi cực mà em đòi ăn cơm. Cái này suốt đời. Tôi cho em ăn suốt đời. Bấm qua bấm tôi tô cơm. Là em muốn là em thắng là em ăn cơm ở quán tôi suốt đời. Dạ. Và uống cà phê ở quán Quy suốt đời. Dạ. Trời ơi. Chơi luôn. Ủa? Nhưng nếu em thua. Em thua. Thì ăn nửa thôi. Nửa thôi, nửa năm. Em thua và em vẫn được ăn bên quán tôi. Đúng rồi, nhưng mà quán tôi không cúng cơ hồn bao giờ hết trơn. Em thua thì em phải hát chung với Hiếu Thê một bài. Ủa? Cái gì vậy? Sao hát với em mà tự nhiên thành hình phạt vậy? Mà hát với tụi tôi. Đúng. Đó là phần thưởng. Đúng rồi. À, rồi. Hay là phải hát ở quán Cufin 45 năm. Làm hình ảnh đại diện cho quán tôi 10 năm. Tại vì mọi người chơi dở. Bây giờ nếu mọi người thắng là lấy danh dự thôi. Em vừa nói lấy danh dự thôi đúng không? Đúng rồi, mọi người. Nếu em thắng thì anh Giang mất danh dự. Vậy thôi. Đơ cái mặt chị ra luôn, xịt keo luôn. Đúng rồi, danh dự của anh Giang rất quý, rất lớn. Đúng. Anh chơi cược lớn không à? Tôi có một cái điều như này. Sao anh? Nếu em thắng thì em ăn quán cơm của tôi trọn đời, uống cà phê của cà phê trọn đời. What? Nhưng nếu em thua, sáu anh em tôi có nhà có tiệc đám giỗ đám quả gì đây phải tới hát miễn phí. Đúng rồi. Sao mà đó được?
Quán em là ngày nào cũng hát. Yeah. Lúc 6 giờ chiều hát tới 9 giờ chiều. Rồi. Chiều nào còn khách thì còn hát. Bây giờ đây, như đã nói, thắng thì uống, ăn trọn đời. Còn thua thì tụi tôi gia đình có tiệc thì nó mời tới thì hát. Đúng rồi. Tới sinh nhật cháu nè. Thế đi 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 ăn với mà đi hát rồi. Thì em bên chơi bài. Chơi. Không hát bài thôi. Hát bài thôi hả? Hát bài thôi mà em nên nhớ 6 đứa mà gia đình chúng tôi đông lắm. Tháng là 3 đứa. Một người mà bắt nạt rồi. Hả? Này lên, này lên truyền hình là khán giả biết á. Biết chứ, dạ biết. Biết cái vừa cái lòng em, biết cái vừa cái lòng em. Ừ, em vào chơi mà. Em chơi gì, em chơi trên đầu trên cổ đàn anh không em đòi gì em. Cái quán người ta mở ra để nuôi gia đình mà em đòi ăn cả năm. Em đòi hả, ăn cả năm rồi, lấy gì đưa cho con hai luôn. Rồi, rồi. Chơi không? Chơi. Ok. Rồi, rồi. Rồi, cái này là chơi là mọi người với nhau thôi nha. Đúng rồi, góp vui cho chương trình thôi. Góp vui thôi. Em là đại diện tụi anh để chơi. Dạ. Ủa không? Gì vậy? Hiếu anh phê mà. Tự nhiên đại diện anh. Alo, bạn nói gì vậy? Sao rồi lớn mày Hiếu bán đội sao? Sao nói vậy? Nhỏ này khôn quá ta. Ê, cái này khó ăn tiền quá à. Thử. Ok đâu, em với Hiếu. Rồi, anh em mình không phải, không phải, thế thì phải có hình phạt cho Hiếu nếu như mình để thua nữa. Ủa, tự nhiên em bị lỗi câu chuyện vậy. Rồi. Rồi, hai đứa được thưởng, được phạt giống nhau. Ừ, rồi, xong. Ủa? Chơi đi. Chơi đi, tụi em lời. Em lời chỗ nào? Tại sao nhà tụi anh cháo nhiều lắm. Lời xin lỗi, lời cảm ơn đó. Trời ơi. Được hai lời rồi đó. Tính. Chơi đi em. Lời xin lỗi, lời cảm ơn, được rồi. Đi thôi. Em chạy, em nói chị nha. 1, 2, 3. Chị chạy đi. Ây da, ây da, tự nhiên bị niễm vào đây. Trời, Hiếu rồi, Hiếu nó ba rồi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Sao dở vậy em ơi? Trời ơi, ngồi nhanh vậy. Hay thiệt. Đi anh cho qua cái nhã đi. Cô qua đây. Nhã. Nhà bao nhiêu việc không đi làm lo cho em đi. Em chưa qua được hả? Chưa. Để em về không chợ. Thôi mình bán nhau rồi. Bán gì? Mình bán rồi mình chơi nữa. Em cũng nè, chị học hỏi em nè, đi xuyên qua luôn. Ừ. Trời ơi. Mồm xẻo. Mồm xẻo. Đi về lại. Đâu có trúng nữa trời. Trúng rồi, về lại nè. Lẹ Hiếu, về lại Hiếu. Vô đi. Đi về. Ủa có trúng chưa? Trúng rồi. Cho qua bật luôn đi, cho qua bật luôn đi. Rồi. Đi. Em nói hả? Đứng chỗ em, đứng chỗ thôi. Tên là bảy đúng không? Tên là bảy chị. Nè Messi nè. À Messi đúng không? Huy xuống đây Huy. Messi nè. Hiếu đi. Xuống đây Huy. Huy Hiếu nhanh lên nhanh. Đứng ba. Ra đây đi. Huy thoát qua. Alo cho. Dễ gì? Dễ gì trời em ơi. Dễ gì vậy? Thử thách thì càng ngày càng khó vậy. Ừ. Wow. Vô đi. Muốn qua đây cho tôi hôn một cái nào. Gào. Tôi xin phép lấy được cái chảo em. Qua đây. Làm sao thì hết được ta. Hiếu ơi. Cái gì kìa. Cái gì vậy? 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 Trời ơi, quá dễ bị lừa. Thôi không biết chọn ai đây, Fan Ronaldo quá. Fan Messi. Chị chơi dở quá à. Có thù hằn riêng. Trời ơi, em qua nãy giờ rồi. 4 tiếng rồi đó. Qua chưa? Cho tôi qua đi. Nãy giờ quýnh 4 5 cái không chịu về. Bộ tôi đấm bóp giác hơi cho chị hả? Cho chị qua đi. Không có gì. Vậy mà nãy giờ chị nói là từ từ. Cho ném đi trời. Ok. Hai người làm sao mà ấy lại được mấy cho người. Ném cái đây, cho ném đó. Ôi, Hiếu ném đi Hiếu. Không, chị cái này là chị đòi mà. À, chị ném em đi. Em thua là em thiệt đó. Em ném nha. Ném đi. Nhẹ nhàng. Trời ơi. Đứng tim chết lặng. Giờ mày em chờ em nha. Ê, quay ngược thời gian đi. Quay lại. Thôi, dù sao thì Phương Ly cũng là một cái khách mời rất là thú vị của chương trình chúng ta. Cho nên là bây giờ chúng ta hãy chia sẻ cảm xúc về cái hành trình ngày hôm nay cũng như là về khách mời Phương Ly đi ha. Tôi thấy là đây là một trong những hành trình mà nó nhẹ nhàng. Nó có sự kết nối anh em và kể cả khách mời. Đây là một cô bé rất là nhỏ nhắn, xinh xắn, hát hay, dễ thương, xinh đẹp và kết nối cũng rất là vừa vặn luôn. Nó không quá ồn ào, nó cũng không quá im lặng. Nó không quá là ghê gớm nhưng mà nó rất là hợp lý với cái sự nhanh nhẹn và cái sự hoạt ngôn của anh em mình.
Em thấy chị Ly là một trong những cái màu khách mời mới của mình. Tại vì trước đây thì những màu khác là sẽ rất là khác. Và chị Phương Ly đem một cái màu mới tới cho chương trình. Thì cái chương trình này càng thêm ý nghĩa khi mà anh em đoàn kết mà vẫn có một người phản bội. Phản bội mình. Em nghĩ là Phương Ly là một những mầm móng gọi là hài hước á. Trong tương lai hy vọng là Phương Ly cũng sẽ tham gia nhiều chương trình thực tế hơn. Nhưng mà dễ thương, dễ thương. Nói hết rồi, bốn người nói hết rồi, không kịp nói gì luôn. Kịp chứ, có anh không có văn, anh không có. Nói đi, em nói sao? Hai, ba. Nói đi. Nhảy vô phòng nè. Vô trong ở. Thì lần đầu tiên thì em gặp bé Ly ở ngoài. Chứ lại lần đầu tiên em gặp bé luôn, lần đầu tiên em biết bé luôn. Lần đầu tiên hoài, đó em không bị gặp lại. Thì em cũng chia sẻ luôn là Ly ơi, anh thật sự anh không có biết em thiệt. Em, anh là nhà buôn bán live stream Lê ơ đồ thôi, lo gia đình đồ thôi. Chứ anh ít coi nhạc này nọ. Thì mấy anh em đây nói trời ơi, con bé này nó hot lắm, năm ơi, trời ơi, nó là vợ quốc dân ở trên mạng. Nó đăng một cái là mấy trăm like đồ này nọ. Mấy trăm ngàn like đồ này nọ này nọ. Trời ơi, ngoài cũng được mà đâu có đã đâu được mà mấy trăm ngàn like. Và khi mà em lên cộng đồng mạng thật sự trời cái nơi đó hảo thiệt chị ơi. Alo. Mà phải để nha. Trời ơi. Mà. Đây là cái thay chế. Thì đó trời ơi, sao mà trông đẹp dữ vậy, sao mà như vậy diễn viên Hàn Quốc vậy. Trời ơi, thơ ngay trong sáng mà đẹp quá. Em nói đúng rồi, như đây like là phải like thôi. Đúng rồi. Em vừa nhìn qua đây em vừa hết hôn đi. Chỗ không để dành ra ngoài mấy anh đâu. Cửa vào tìm em chìa khóa đây. Mỗi người gái nhỉ. Chỉ muốn duy nhất anh cầm. Nhiều hơn cả thích thích. Giờ em yêu yêu. Ảo giác, ảo giác, ảo giác. Đúng rồi, và qua đây một cái bài học dành cho anh là đừng quen mấy bé trên mạng. Bà bị lừa đấy. Vỡ mộng, vỡ mộng. Vỡ mộng. Lâm, chuộc lỗi với bé đi. Thì đó em sẽ mời bé về. Về Cufin hát. Hát quán em 45 năm. Quán em đóng cửa thôi. Cái thời gian hát giống như cái thời gian mình mua chung cư vậy. 45 năm. Nhưng mà phải nói là công nhận là em phải mừng cái điều đó là ở ngoài á, nhìn em nhỏ nhắn nhưng mà hả, ở trong hình là em rất là ăn ảnh nè. Rồi em hát trên sân khấu rất là cuốn hút nè. Nó không biết buồn hay vui. Cái đó là tổ đại đó, em. Khen thiệt đó. Đó là chữ, á đó là khen á. Tổ đại không á. Mấy thôi, chương trình cắt hai bên này. Bên này thôi đủ rồi. Trời ơi, quá tuyệt vời đúng không? Cái gì rồi là nghiệp á. Beautiful. Này bây giờ này, anh em mình dù gì cũng là cái thế hệ đứa bé là khoảng cách đúng không? Đây khoảng cách gần này Gen Z nè. Hiếu, hãy nói về chị Ly. À dạ. Thì ý là lần đầu tiên gặp và tiếp xúc chị ở ngoài đời rất là lâu như cái hôm nay hay một đêm thì cảm giác là nó giống như y chang mà em đã tưởng tượng. Người ta nghe những bài nhạc rất là tươi sáng, người ta tưởng tượng thì chắc là cái chị này sẽ là một người rất là dễ thương và rất là năng động đây. Tích cực. Tuy nhiên. Bất tuy nhiên. Không có nhân gì hết. Này là 100 điểm. Ôi. Wow. Quá là tinh giới ha. Rồi, này khen quá. Hả? Chú Sáu thì sao? Rồi chú Sáu. Đó vừa đây đó. Nó rất là ăn ảnh. Đó, hát cuốn hút, đó là tổ đại. Chúc mừng em. Em cảm ơn ạ. Chạy nhanh lên. Nhanh. Một. Nhanh. Hết giờ. Hả? Nhanh lên. Nhanh. Không, kêu chạy cho có sức khỏe thôi. Ăn nước quá. Sao em ăn nước không mọi người? Mình hôm nay là mình tinh thần đoàn kết đúng không? Nhưng mà mọi người em cứ cố gắng em vứt một trái cho mọi người rồi mọi người cứ bảo là em chơi ăn gian. Không, chơi dở. Không có. Em không kỹ năng chơi game. Em là có năng khiếu chơi thăm, chơi thăm. Chương trình cho em xin chơi lại bản thân mình. Tức là em nói là em hay mà tại vì chương trình do cái luật chơi nó khà khắc quá. Không, em không nói chương trình dở nhưng nói mấy ngày này nè. Trời ơi, gì vậy? Giờ bây giờ em chơi được tôi không? Nếu mà em thắng em sẽ muốn gì ở nơi tụi tôi cũng được. Em muốn gì? Nên thấy em muốn gì? Em muốn cơm. Ăn cơm thì sao? Ăn cơm uống cà phê. Ủa em đói nó khác lắm hay sao mà rồi em chơi chi cực phải ăn cơm uống cà phê. Bây giờ ăn cơm. Thì bây giờ em ok đi, tôi mua cơm cho em ăn. Rồi. Bây giờ chơi chi cực phải ăn cơm. Cái này suốt đời. Là em thắng. Cho em ăn suốt đời. Thôi mới tôi cơm. Là em muốn là em thắng là em ăn cơm ở quán tôi suốt đời. Dạ. Và uống cà phê quán quy suốt đời. Dạ. Trời ơi. Chơi luôn. Nhưng nếu em thua. Em thua thì em phải hát chung với Hiếu thêm một bài. Ủa sao hát với em mà tự nhiên thành hình phạt vậy? Đúng rồi. Mà hát với tụi tôi cái đó là phần thưởng. Đúng rồi. Rồi thôi, được rồi. Nhưng nếu em thua
sáu anh em mà tôi có nhà có tiệc đám giỗ đám quả gì đây phải tới hát miễn phí. Đúng rồi. Đúng. Quán em hàng ngày là cũng hát. Yeah. Đó. Từ lúc 6 giờ chiều hát tới 9 giờ chiều. Đó. Chiều nào còn khách thì còn hát. Em nên nhớ 6 đứa mà gia đình chúng tôi đông lắm. Mỗi tháng là 3 một đứa. Một người mà sao? Bắt nạt rồi. Mỗi tháng là. Em đòi chơi mà. Này lên truyền hình là khán giả biết. Biết chứ, dạ biết mà. Biết cái vừa cái lòng em. Chứ em đòi chơi mà. Em chơi gì em chơi trên đầu đến cổ đàn anh thôi mà em đòi gì đây. Cái quán người ta mở ra để nuôi gia đình mà em đòi làm cảnh không. 5, 10, 15, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 này ấy không tính. Các bạn đã thành công trong vòng 5 phút thu về 16 trái ngô. Yeah. Các bạn nhận được 40 đồng tiền vàng. Yeah. Bây giờ chúng ta sẽ tổng kết số đồng tiền vàng mà các bạn thu thập được trong chuyến đi này. Trời ơi, còn lén lén ăn nữa. Đúng rồi. Đúng rồi không, nó bể á. 1 Em vô. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 Ủa đâu rồi? Nửa cái kia đâu? Hai cái này gặp lại là 10, 40 với 10 là 50. Cái này thời tiết thôi mọi người ơi, nó bể lạnh quá, nó bể sicola. Nó bể rồi, cái ruột nó đâu? Cái ruột đây. Cái ruột đây. Đâu? Cái ruột nè. Nè, cái ruột nè. Bà mới dục nè, bà bưng ly mới quăng nè. Bà mới dục nè, bà bưng ly mới quăng nè. Chỉ phá rồi. Bà phá, nhiệm vụ bà là phá đòn. 7 x 7 nhiêu? 14. 7 x 7 mà sao? 9 x 8 bao nhiêu? 80 81. Nàng tiên cá. Bà nàng tiên cá thì có cặp giò mà đứng. Áo màu xanh cẩn thận. Chơi văn minh. Văn minh nha. Ôi, làm gì đâu. Nè, cho đá lại. Uống, quả nó uống, cho đá lại đây. Trời ơi. Ai? Các bạn cứ đòi đấu với ekip chúng tôi hoài nên chúng tôi chiều theo ý các bạn, chúng tôi cử Jenny ra đấu. Thật ra Jenny là một thành viên của ekip chúng tôi. Thấy chưa? Em có đường cứng đó hả? Xin chào tất cả mọi người, mình là Phương Ly. Xin chào Phương Ly. Ngày hôm nay bạn có một nhiệm vụ đặc biệt khi tham gia chương trình. Trong chuyến đi này, bạn sẽ hóa thân thành Jenny. Đây là một linh vật của chương trình. Các thành viên 2 ngày 1 đêm vẫn luôn cho rằng Jenny mang lại vận xui cho người đeo nó. Đầu tiên, mời bạn đeo chiếc cài tai mèo vào. Chắc không có gương cái nào sao ta? Bạn sẽ tham gia thử thách cùng tất cả mọi người và có nhiệm vụ bí mật là cản phá dàn cast trong tất cả các thử thách để họ phải thua cuộc mà không để họ phát hiện nhiệm vụ bí mật này. Đúng như vậy. Có một mình em chơi lại với 6 người đấy. Nếu dàn cast thua, bạn sẽ được ăn ngon, ngủ sướng. Ngược lại, nếu dàn cast thắng, bạn sẽ phải nhịn đói, ngủ khổ ngoài trời. Ngoài trời như này á? Đúng vậy. Ok, em sẽ cố gắng. Thế là vừa vận động, sau vừa phải suy nghĩ nữa để làm sao để đánh lừa được 6 người kia đúng không ạ? Thế là bây giờ phải lấy lòng tin của hai ta. Mình phải lấy lòng tin của từng người trước. Ok. Đây sẽ là món quà để bạn làm quen với dàn cast chúng tôi. Sô-cô-la. Lấy lòng. Ngày hôm nay thì không phải là mình Phương Ly nữa, mà hôm nay thì Phương Ly sẽ hóa thân thành chúng là Jenny. Sáu chàng trai hãy chờ xem nha.
Thấy chưa? Hèn gì? Em ăn cái lương này thì cái lương tâm em có cắn rứt hay không? Đúng rồi. Có qua mắt hay không nhưng tôi cũng thắng rồi. Tôi cũng thắng rồi. Trời ơi, ăn 2,5 một tháng à, nhiệt tình quá. Đã đi 2,5, 500 ngàn à, vui vẻ. Thì ra cô là phá hài kiếm tôi. Nhưng mà dễ thương. Nhưng mà dễ thương. Hiểu, dễ thương không? Dạ dễ thương, dễ thương. Đó, thấy không? Yếu lòng. Yếu lòng chứ nữ nhân chứ. Anh ơi, hầu như trả đời mà là người ta trả lời khác liền. Chửi cho anh. Cái mỏ hổn như thế nào nè. Dễ thương không anh? Dễ thương hết chứ. Dễ thương hết chứ. Anh ơi, hai ngày này không có lương tâm nghề nghiệp. Em tuyệt vời lắm, beautiful. Em tuyệt vời lắm, beautiful. Tôi thấy là đây là một trong những hành trình mà nó nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng. Nó có sự kết nối anh em và kể cả khách mời. Đây là một cô bé rất nhỏ nhắn xinh xắn, hát hay, dễ thương, xinh đẹp và kết nối cũng rất là vừa vặn luôn. Mình thấy chị Ly là một trong những cái màu khách mời mới đúng của rồi. Mình đúng thì rồi. Cái chương trình này càng thêm ý nghĩa khi mà anh em đoàn kết mà vẫn có một người phản bội mình. Em nghĩ là Phương Ly là một những mầm móng gọi là hài hước á. Mầm móng. Trong tương lai hy vọng là Phương Ly cũng sẽ tham gia nhiều chương trình thực tế hơn. Thì mấy anh em đi nói trụ con bé này nó hot lắm, 50. Và khi mà em lên cộng đồng mạng thật sự trụ cái nơi đó ảo thiệt chị ơi. Sao mà sao đẹp dữ vậy? Trời ơi, thơ ngay trong sáng mà đẹp quá. Em vừa nhìn qua đây cái vừa cái bữa đó đi. Ảo giác. Đúng rồi, và qua đây một bài học dành cho mấy anh là đừng quen mấy bé trên mạng. bà bị lừa đấy. Ở ngoài á nhìn em nhỏ nhắn nhưng mà hở ở trong hình là em rất lãng ảnh nè. Ừ. Rồi em hát trên sân khấu rất là cuốn hút nè. Nó không biết buồn hay vui. Cái đó là tổ đại thiệt em. Khen thiệt đó. Cái đó là chữ. Á à, cái đó là khen á. Cái đó là khen á. Đây khoảng cách gần này Gen Z nè. Hiếu, hãy nói về chị Ly. Cảm giác là nó giống như y chang mà em đã tưởng tượng. Chắc là cái chị này sẽ là một người rất là dễ thương và rất là năng động đây. Tuy nhiên bất không có nhân, không có nhân gì hết. Này là 100 điểm, này là 100 điểm, 100 điểm không có nhân. Ôi, xe một chiều. Em cảm ơn mọi người. Bây giờ xin mời Phương Ly chia sẻ về cảm xúc của bạn với 6 chàng trai này như thế nào. Nếu chấm điểm, bạn sẽ cho ai cao điểm nhất và lý do vì sao? Trước khi mà em tới thì em đã mang cho mình một cái tinh thần là em sẽ chơi vận động hết mình luôn. Tại vì kiểu đây là lần đầu tiên. Nhưng mà khi mà đến rồi nghe nhận nhiệm vụ của chương trình thì em có hơi... Em sợ muốn chết. Tại nhận vì... chương trình thì em nhận em nhận, em nhận nhiệm vụ là phải làm gián điệp. Em không muốn đâu, em không muốn. Tại vì em muốn là được vận động hết mình cơ. Còn đây là phải sử dụng đầu óc để lừa mọi người. Mà em bình thường thì em chơi mấy trò mà để lừa mọi người thì em dở lúc nào em thua. Em nên có tiềm năng nha. Thì đó, hay lắm luôn á. Hay không có lời khen nha. Đây chính là cô gái vàng trong làng lừa đảo. Quan trọng là em thấy em có những cái khoảng thời gian rất là vui và là trải nghiệm cùng với mọi người. 6 chàng trai ở đây thật sự là rất là thú vị. Cảm ơn chương trình rất là nhiều. Nói chung là mọi người cộng lại với nhau thì được 100 điểm. Hay quá em ơi. Dạ, em sẽ chọn vậy. Người mà cao điểm. Này tùy chọn thôi, em không có cái ấy gì đâu nha. Không phải có ấy em nha. Em chọn em à không. Em phải có ấy. Có liên quan tới kết quả gì đó đó. Đúng, tụi tôi nghi ngờ em, lắm. Em chọn cho khán giả vui thôi. Cái này không. Là vì khán giả nha. Em chọn lại người đi, em chọn lại là đi. Người em chọn là Hiếu thứ hai. Yeah. Hiếu thứ hai. Yeah. Chúc mừng các chàng trai đã vượt qua các thử thách tại chặng hòa bình với chủ đề sức mạnh đoàn kết. Tuy các bạn không đạt được phần thưởng lớn nhất, nhưng mỗi người vẫn có một món quà mang về. Yeah. 1, 2, 3. Wow, cái gì vậy? Wow, cái gì vậy? Wow, cái gì vậy? Mảnh ghép. Đấy là mình là mảnh ghép không thể thiếu đó. Oh. Wow. Oh. Với thành viên được khách mời Phương Ly cho điểm cao nhất, Hiếu thứ hai sẽ có một đặc quyền cho hành trình sau. Thưa quý vị thân mến, là hành trình này quý vị cũng đã thấy là bé Ly là một cô bé ca sĩ rất là xinh xắn, dễ thương và rất là hòa nhập với anh em dàn cast. Và cũng mọi thứ bé cố gắng cũng mục đích
cùng với anh em là mang lại nhiều cái tiếng cười cho quý vị. Yeah. Đây là chương trình 2 ngày 1 đêm tự do tự lo. Dù là ngày buồn hay vui hay lắm hay mưa dầm, có sao đâu anh em mình còn có nhau. Yêu trước ngày cưới, 20 giờ thứ 6 thứ 7 hàng tuần, duy nhất trên siêu ứng dụng giải trí VION.